Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7, em sẽ lên cho các bác một số chiếc lồi cơm điện hệ cao tần áp suất và những chiếc áp suất điện tử dòng Pala đời 2019 2018 các bác nhé. Thì trước tiên đi vào các sản phẩm em lên sóng hôm nay thì em cũng lướt qua một số chi tiết về những dòng phẩm hiện tại cửa hàng em đang có. Đây là chiếc đầu tiên, đây là chiếc Pala. Em này là dòng gọi là hai vẫy các bác nhé. Nó là hai cánh nhưng mà hai vẫy. Em này thì mới gần như kính con luôn, hàng chỉ thiếu thùng xốp. Em này là có giá là 3,1 triệu. Nếu bác là quan tâm đến dòng phẩm này thì liên hệ với em. Và em có những chiếc bình thủy hệ từ 2 lít 2 cho đến 3 lít, dòng VE như Tiger VE và dòng Joshi, Toshiba, rồi Pala, rồi là các thương hiệu các bác nhé. Bác nào quan tâm đến dòng những chiếc bình thủy nào thì liên hệ với em. Đây em có cả những chiếc quạt. Đấy, trong đó có cả những con hàng đấu giá rất chi là đẹp. Đấy, bác nào quan tâm đến dòng phẩm nào thì cứ nhấc máy liên hệ với em. Và những chiếc đồng hồ treo tường, treo phòng ngủ cực đẹp luôn các bác nhé. Đây, và những chiếc bếp ga thì cũng một hai chiếc là có bác cũng đặt rồi. Và thì ngày mai cũng chuyển đi thôi. Thì và những chiếc bếp từ âm đây và chiếc Pala. Em có chiếc Pala này 54W, nhưng chiếc này là dùng phòng ngủ là rất là thích hợp, từ 30 m cho đến 40 m² sử dụng rất chi là ok, máy đang hoạt động bình thường đây, chức năng đây. Đấy. Các bác thấy dòng cánh dâng này một vẫy. Em này là có giá là 2,6 triệu thôi. Bác là quan tâm thì là liên hệ với em. Và em có một đôi chiếc bếp từ đơn hãng Palasonic này các bác này. Hai em này đều đời 2017 các bác nhé. Đời 2017 gần như là mới kính con luôn. Và đều có giá là 1,7 triệu. Bác là quan tâm đến dòng phẩm này thì nhấc máy liên hệ với em. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng chiếc lồi một và báo giá cụ thể cho các bác để các bác lựa chọn cho mình. Em thì thường thường em hay lên sóng về nhiều nhiều chiếc nên các bác tha hồ lựa chọn. Bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ với em từ thấp tiền cho đến cao tiền các bác nhé. Tùy theo từng sản phẩm một và tùy theo từng độ đẹp của từng chiếc một các bác nhé. Đây là chiếc đầu tiên này em đây cho các bác này. Chiếc này chiếc Salio mặt quỷ này. Chiếc Salio mặt quỷ này. Bây giờ em cho các bác xem cái son của nó này. Chung quy lại là em son này là dày 9 lớp. Thực ra nó cũng có hơi 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 chảy chảy một tí nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của nó. Đấy. Dòng này thì là đảm bảo với các bác về mọi mọi chi tiết rồi. Son thì cũng không không phải là xấu lắm, nó là cũng không phải là hàng mới nhưng nó là hàng cũng đảm bảo về chất lượng. Đây các bác nhìn này, lòng trong của nó đây. Đấy, các bác nhìn này, gần như là đẹp. Gioăng giấc thì là cũng không 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 xấu mà nó cũng là dòng tương đối rồi. Mà dòng này dòng áp suất bi cực khỏe luôn. Mà nấu cơm thì là cực ngon rồi. Rất nhiều bác quan tâm đến dòng sản phẩm này và cũng đang rất chi là hay sưu tầm. Nó là giọt nước các bác nhé, dòng giọt nước. Đấy. Nói chung là dòng áp suất này các bác nhìn này. Đấy, thân thủ thì không phải là xấu các bác nhé. Em này là cực đẹp luôn, màu màu nhũ bạc, nhũ trắng bạc trắng nên là rất đẹp, rất sang trọng. Đấy. Son siếc là cũng không đến dày 9 lớp. Còn em này là mang mã là 206 các bác, mã 206 nhé.
em quay rất chậm nên nhiều bác xem thì là lên chú ý, không lại bảo là quay sóng hết cả mặt. Đấy, các bác này. Em này là đời hai hai mang mã là 206, em báo giá luôn, em này là có giá 1 triệu 3. Đấy, 1 triệu 3, bác nào quan tâm thì nhấc máy liên hệ với em. Ưu tiên bác nào chuyển hết tiền thì em bao ship. Bây giờ em sang tiếp cho bác, đây là em mang mã là 207, đây cũng là dòng Salia mật quỷ các bác nhé. Đây. Tất cả mọi chức năng của nó rất chi là ok và đèn vẫn sáng trưng luôn. Số trước là vẫn đẹp, không có ảnh hưởng gì. Về hình thức và chất lượng thì là gần như là không không có điều gì mà đáng phải là ấy cả. Đây các bác nhìn xong nó, xong này cũng là dày chín lớp các bác nhé. Các bác nhìn bên ngoài đây, em này thì không không chảy xước và nó cũng gần như là đẹp đẹp long lanh luôn. Các bác nhìn bên trong đây, bên trong thì đây là cái ấy thôi, đây là cái xốp rơi vào thôi. Xốp chiều nay em mới bóc ra thì nó cũng vẫn rơi vào chưa ấy hết. Đây các bác nhìn đấy, hết chưa. Và đây trên gioăng của nó đây, gioăng thì vẫn màu xanh đấy, màu xanh rất đẹp. Đây, em cho bác xem này. Đấy, dòng áp suất bi các bác nhé. Đấy, áp suất bi này là cực như là chi là áp suất cực khỏe luôn và nấu cơm cực ngon. Đấy, bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm này thì nhấc máy liên hệ với em. Đây là em này đời 207, mang mã là 207 các bác nhé, mang mã 207, 207 này em báo giá luôn, 207 này có giá cũng có giá 1 triệu 3 thôi. Em bán giá rất là bình dân rồi và quay là để cho các bác lựa chọn, có giá có 1 triệu 3 thôi. Đấy, bác nào quan tâm đến em mang mã 207 thì liên hệ với em. Đây em sang tiếp theo bác, đây là em mang mã 208. Đây. Đấy, cũng là một em sa lưu mật quỷ các bác nhé. Hôm nay thì em về thì được có 3 chiếc thôi. Đây các bác nhìn này. Xoong là cực dày, cực đẹp luôn. Con này là dày chín lớp các bác nhé. Này đít xoong này, các bác nhìn này. Gần như là đẹp luôn, lòng xoong này. Đấy, không có điểm gì là tì vết. Và đây trong lồi đây các bác nhìn này, gioăng về phần gioăng đây các bác nhìn rất chi là ok đúng không. Đây là nó dòng áp suất bi. Đấy, tất nhiên là nó cũng có độ hơi cũ theo thời gian nên là không tránh khỏi là cái độ cũ của nó được. Còn là bác nào quan tâm đến dòng phẩm nào thì và giá cả thì rất chi là hợp lý. Đây em này là mang mã là 208 các bác nhé, 208, 208 em này cũng có giá là 1 triệu 3. Ưu tiên bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship. Đây là riêng ba em Salio mặt quỷ các bác nhé. Bây giờ em sang các bác, đây là em gọi là Tô Vũ Trường. Đấy, có dung tích là 0,63 lít. Xoong tô đây các bác nhìn này, lòng xoắn. Đấy, cực dày và cực lặn các bác này. Xoong thì hai lớp, cực dày và cực lặn, lòng không gần như không có tì vết các bác nhé, gần không có tì vết, lòng xoắn. Đấy, về thân thủ của em ấy này, lòng trong này. Đấy các bác này. Đấy, có tí một bụi ấy phấn rồi. Và đây cho các bác xem những thực ra để mà nói về những cái dòng sản phẩm này thì nhiều bác còn 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 vẫn còn e ngại về cái vấn đề, nhưng mà riêng với những dòng sản phẩm 0,63 lít này thì rất nhiều bác ưa chuộng vì những lồi này nấu cho từ 1 đến 3 người ăn, rất là thích hợp. Đấy, những cái xoong của nó cực đẹp, cực dày luôn. Em có dung tích là 1,3, em này đời 2015. Em báo giá luôn. Em này là có giá là 1 triệu 3. Đó nhé, 1 triệu 3. Hàng đẹp luôn đấy. Em này là mang mã này, các bác nhìn này. Mang mã 109, các bác nhé. Mang mã 109.
là có giá là 1,3 triệu. Bác nào quan tâm đến dòng phẩm này thì nhấc máy liên hệ với em. Bây giờ em sang tiếp theo các bác, đây là một em Tô Vũ Trường nữa. Đấy. Bác nhìn này. Nó gọi là Tô Vũ Trường. Hai mắt này là nó gọi là vậy thôi. Còn khi sử dụng thì các bác sử dụng thì các bác sẽ biết là chất lượng của nó. Về chất lượng của nó thì gần như là không có điều gì phải nói. Đây cái là cái son của nó này, các bác nhìn này. Lòng trong của nó thì đẹp mỹ mãn luôn. Em quay như này là đủ mỹ mãn rồi. Đẹp mỹ mãn luôn, không có gì ảo thuật cả. Nhiều bác cứ bảo là sợ là xấu quá thì quay chóng hết cả mặt. Đây các bác nhìn này. Em quay cực trọng luôn nhé các bác nhé. Đấy. Em này là ngoài là màu bạc. Son hai đáy. Cực đẹp luôn, lòng trong đây. Em này là mang mã là 210. 210. Về thân thủ thì là không có xất sát, không có méo móp các bác nhé. Mang mã là 210. Em này thì em báo giá luôn. Em này cũng có giá là 1,3 triệu. Bác nào quan tâm đến dòng phẩm này thì nhấc máy liên hệ với em. Mã này là 210, 210. Có giá là 1,3 triệu. Bây giờ em sang cho các bác, đây là em Pala áp suất điện tử đời 2019, các bác nhìn nó độ mới cái gioăng của nó ấy. Cái gioăng của nó ấy. Các bác nhìn em là đời 2019 các bác nhé, dòng áp suất điện tử chức năng full mới gần như là kính quang luôn. Đấy, nấu cơm này, nước tép thì vẫn còn lấm tấm và kim tuyến thì vẫn óng ánh luôn. Các bác nhìn này. Cực đẹp luôn, cực chất luôn. Dòng này nó đời nó rất cao và nấu cơm là cực đỉnh rồi. Về xếp về cũng được xếp vào dòng thứ hạng rồi. Trong cái đời áp suất điện tử này các bác nhé. Về thân thủ của nó của em này này. Doang thì chắc các bác không có điểm gì để chê rồi. Vì nó gần như nó mới kính quang. Cho các bác xem. Áp suất điện tử chức năng full. Đây và mặt này, option này. Option cực đẹp luôn. Mới gần như là người ta chưa sử dụng luôn. Riêng về cái lồi này thì là đúng là bên Nhật người ta chưa sử dụng. Khẳng định luôn là chưa sử dụng. Em này là đời 2019 mang mã là 211 đó nhé. Mang mã là 211. Em báo giá luôn, em này có giá là 3 triệu 9. Bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm VIP này thì liên hệ với em. Bây giờ em sang tiếp theo các bác. Tiếp theo các bác. Đây là em Pala áp suất điện tử. Em này cũng đời 2019, các bác nhìn gioăng của nó này. Phải sưu tầm những hàng VIP như này thì nhiều bác rất là quan tâm. Nó đẹp đến mức nỗi là kể cả những cái gioăng của nó này, em quay cho các bác xem. Gioăng của nó là cực đẹp luôn. Cái này thì không nghệ thuật, không ảo thuật gì được. Cái vấn đề này không ảo thuật được. Nhiều bác cứ cho là sợ là mình ảo thuật. Đây em quay như này thì gần như các bác khi đã chọn thì gần như là chỉ việc mang về thôi. Đây các bác nhìn này, bên ngoài này. Đấy, em này đời 2019 các bác nhìn nhé, kỹ này. Em quay rất chậm đấy nhé. Đây các bác nhìn này. Dòng áp suất điện tử chức năng full và đây mặt option đây. Hai em này là cũng đều 2019 và đẹp như nhau, xuất sắc như nhau. Em cũng báo giá luôn. Em này là
cũng 29, mang mã là 212 và cũng có giá là 3,9 triệu. Nếu bác nào quan tâm thì nhấc máy liên hệ với em. Bây giờ em sang tiếp cho các bác, đây là một em nữa là đời 2018. Đây son của nó đây. Tức là ba em này là tương đương nhau, đồng gần như đồng nhất như nhau, tất cả hình thức là đẹp như nhau. Các bác nhìn này. Nhưng riêng em, mỗi em đời 2018 này, các bác nhìn son của nó cực đẹp luôn. Các bác nhé. Đây bên trong này. Miễn chê rồi. Đấy. Các bác xem này, em này là mang mã là 23, em này đời 2018 mặt đây. Các bác nhìn này. Mặt của nó thì không có điểm gì để chê. Mang mã số là 213 và cũng có giá là 3 triệu 9. Bác nào quan tâm đến dòng phẩm này thì nhấc máy liên hệ với em. Bây giờ em sang các bác, đây là hai em. Hai em này là một em Salier và một em Latina, đây Latina. Son của nó này, các bác này nhìn lấm tấm này. Cực đẹp luôn nhé. Cực đẹp luôn. Lòng trong này. Không nghệ thuật, không cái gì cả. Các bác nhìn này, xoay gương luôn. Em này đẹp gần như mỹ mãn luôn, là hàng tuyển luôn. Về thân thủ rồi các thứ của nó này. Em này là đời 20, mang mã là 24 các bác nhé. Em này là mang mã 24, dòng này là đời đều dưới 20 hết. Đây các bác này. Xoong thì là miễn chê rồi, nó nói chung là cực đẹp rồi. Bác nào yêu thích thì nhấc máy liên hệ với em. Em này em báo giá luôn. Em Lationa này là có giá là 1,5 triệu bao ship cho các bác. Và đây là em Salio. Đây em lướt qua lượt cho các bác xem này. Em này có giá là 1,3 triệu em Salio này. Đấy. Có giá là 1,3 triệu. Xong cũng không cần phải quay nữa. Em này là đời 20 và mang mã là 215. 215 nhé các bác nhé. Xong này. Xong nó này cực đẹp luôn. Giày là em này là giày 7 lớp mà xong này, lòng xong này. Đấy. Em này là có giá là 1,3 triệu. Bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm này thì nhấc máy liên hệ với em qua số điện thoại 0975 067846. Zalo của em là 0975 067846. Em sẽ liên hệ trực tiếp với các bác và test video gửi hình ảnh trung thực nhất đến với các bác để các bác lựa chọn cho mình. Hẹn các bác ở clip sau.